cái ghế mình đứng đầu tiên đó là cái ghế kế anh Lim. Mình cho ra những quả đầu phải nói là cực kỳ xấu luôn. Lúc đó mình cũng áy náy trong lòng lắm à, kiểu mình thấy người ta tốn tiền để cắt tóc đó nên mà mình lại cho cái quả đầu vậy. Nhưng mà nếu như mình không làm như vậy thì không bao giờ mình cắt được hết á à, cho nên cũng cứ cắt xong cái cảm ơn nha. Có lần cứ đứng cảm ơn hoài. Đứng cảm ơn hoài. Nhớ hoài những vị khách đó luôn. Đến bây giờ những người đó dẫn tới đây cắt, mình rất biết ơn những người đó. Tại vì không có những người đó thì không bao giờ có mình bây giờ.